Vào phòng thi mà không biết cái mẹo này thì không bao giờ các bạn lấy được cái bằng các bạn nhá. Thì tiếp tục cái series ngày hôm qua, chúng ta sẽ tiếp tục sang phần thứ 34. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi từ câu 331 luôn các bạn nhá. Rồi không có thời gian thì chúng ta vào bài học luôn. Hôm nay thầy tới sẽ đi cho bạn hết hết hết, hết phần thứ 34 này. Ok. Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngoài chắn. Ở đây chúng ta nhìn ba cái biển này này, ba cái biển này này tương tự là giống nhau. Cái biển này là biển cấm đỗ xe nhá, cái này là biển cấm đỗ xe. Thì đây chúng ta nhìn này, đây là cấm đỗ xe là tất cả các ngày nào nó cũng cấm rồi. Còn cái biển thứ hai là cấm đỗ xe này, nó có một gạch màu trắng thì là cấm cấm vào ngày lẻ, hai gạch là cấm vào ngày chắn. Thì người ta đang hỏi là cấm vào ngày chắn thế nào, biển số 1 là cấm chắn hay lẻ thì nếu đều nó đều cấm hết. 30 ngày nó cấm 30 ngày, một năm nó 365 ngày nó cấm cả 365 ngày đúng không? Thì cái biển số 1 này nó chỉ cấm cấm mỗi 40 ngày lẻ thôi. 1 3 5 7 9 là những ngày này nó cấm này, còn ngày chẵn nó không có cấm. Và biển 3 là cấm ngày chẵn rồi, thì sao ta xác định được biển 1 và biển 3? Thầy có cái mẹo luôn cho bạn này. Hỏi chẵn thì chọn 2, hỏi lẻ chọn 1, được chưa? Chẵn 2 lẻ 1 này tiếp. Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày lẻ? À lẻ đúng không? Cái biển số 1 này là cấm tất cả các ngày rồi, ngày nào cũng cấm rồi. Ngày Tết, ngày lễ gì nó cấm hết. Biển thứ hai là gì? À có một ngày thôi, cấm đỗ xe vào ngày lẻ. Biển 3 là cấm đỗ vào ngày chẵn đúng không? Loại cái thằng 3 đi, 1 2 được chưa? Hỏi lẻ thì chọn 1, hỏi chẵn thì chọn 2. Đó cái mẹo nó quá dễ cho các bạn chưa? Tiếp. Gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại? À gặp biển nào mà xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại. Hôm qua thì chúng ta học cái biển này rồi đúng không? Hai cái biển này chúng ta nhìn thấy này. Biển hình tròn nền trắng đấy, đây là biển đường cấm, cấm tất cả các loại xe nhưng mà xe ưu tiên nó vẫn được đi vào. Còn cái biển thứ hai là biển dấu trừ màu đỏ, dấu trừ này là biển cấm đi ngược chiều, nó cũng cấm tất cả các loại xe xe luôn nhưng mà trừ xe ưu tiên nó vẫn được đi vào. Nhưng mà ở đây người ta lại hỏi là xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại. Thì đây các bạn nhìn này, stop. Stop ở đây là đã là stop thì dừng lại tất cả, kể cả là xe ưu tiên luôn không được đi vào đây đấy ạ. Kể cả là xe ưu tiên không được đi vào đây. Tiếp. Rồi, biển nào này cấm tất cả các loại xe cơ giới và xe thô sơ đi lại trên đường trừ xe ưu tiên theo luật định nếu đường vẫn cho được cho phép đi. Này chúng ta vừa mới học xong stop là tất cả phải dừng lại rồi. Còn ở đây người ta nói là trừ xe ưu tiên thì đương nhiên là biển số 1 rồi đúng không? Nó học quá hiểu đúng không? Các bạn này, bạn nào vào sau á, à bạn nào mới xem cái video này của thầy, đang xem video này của thầy này mà chưa được xem từ video số 1 á thì vào trong trang cá nhân follow cho thầy đi. Follow theo dõi thì đi vào trong trang cá nhân của thầy, xem từ câu 1 cho đến câu 600 và được học 120 tình huống mô phỏng ở trong đó luôn, được chưa? Thì bạn nào mà chưa có phương pháp học thì đây, trên tay của thầy đây đang là cái combo mẹo giải 600 câu hỏi lý thuyết lái xe và mẹo giải 120 tình huống mô phỏng. Giờ khi mà các bạn đặt cái bộ sách này này, các bạn sẽ được hỗ trợ tham gia vào trong nhóm, và trong nhóm thầy sẽ kèm cho tất cả các bạn học cả lý thuyết và cả mô phỏng các bạn nhé. Ok, rồi tiếp. Biển nào là biển cấm xe chở hàng nguy hiểm? Biển nào là biển cấm xe chở hàng nguy hiểm? Ở đây có hai cái biển này thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi đó. Biển này là cấm xe tải rồi này, to nhỏ gì đều cấm, miễn là xe tải thì đều cấm hết. Còn cái biển này là cấm xe tải trên 2,5 tấn, ví dụ như xe 1 tấn rưỡi, xe 2 tấn vẫn được đi vào đây đúng không? Rồi còn cái biển số 3 này là chúng ta chưa gặp đúng không? Cái này là nó thể hiện là cái gì ạ? À cái thùng container, giống như cái thùng container mà nó đặt ở trên này là nó đặt, nó chỉ đặt lên đây thôi, nó là một cái thùng rời, nguy cơ nó có thể là nó lật, nó tung, nó rơi đúng không? Thì đây là cấm hàng chở hàng nguy hiểm. Ok, biển số 3. Tiếp. Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào? Đây, nếu như các bạn mà không học được cái mẹo này á, các bạn sẽ không bao giờ trả lời được những cái câu hỏi như thế này đâu. Nó rất là dối nhá. Thầy chỉ cho các bạn cái mẹo trước, sau thầy sẽ giải thích cho các bạn sau này. Mẹo này, một cái mẹo nhỏ cho tất cả mọi người là gì ạ? Câu hỏi có từ xích lô, luôn luôn chọn đáp án cuối. Cấm tải xích lô này và xe gắn máy, luôn luôn chọn đáp án cuối nhá. Trong đề mà có từ cấm tải này, xe xích lô này và xe gắn máy là luôn luôn chọn đáp án cuối cho thầy. Đáp án cuối ở đây là đáp án số 4 đúng không? Thì thầy giải thích luôn cho các bạn này. Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào á, thì ở đây này, biển số 1 là biển này là biển cấm xe lam, loại này là xe ba bánh có động cơ. Thì cấm xích lô thì thằng xích lô là thằng xích lô chạy bằng cơm đúng không? Thằng xích lô là thằng xe xích lô đạp nó chạy bằng cơm á, thằng xích lô được đi vào. Biển thứ hai là cấm xe xích lô máy, thằng này có động cơ thì thằng xích lô được đi vào bình thường. Còn biển thứ ba là biển cấm xích lô. Thì đây là cấm chính nó rồi, cái xích lô đây này là cấm chính nó thì nó không được đi vào. Thì ta xác định biển 1, biển 2 chúng ta được đi vào. Tiếp. Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào? Có xích lô chọn đáp án cuối, không cần phải suy nghĩ. Còn thầy giải thích luôn. Biển nào mà gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào đâu? Biển số 1 này cấm xe lam, xe lam không được đi vào. Biển thứ hai cấm xích lô máy không được đi vào. Nói chung là cấm xe lam và xe xích lô máy là không được đi vào cái thằng này. Hai thằng này là có động cơ. Thằng xe lam, thằng xích lô máy đều có động cơ đúng không? Không được đi vào, hai thằng có động cơ. Còn thằng này là không có động cơ đúng không? Thì đương nhiên nó được đi vào rồi. Nó ngược lại với câu hồi nãy thôi. Nó ngược hồi lại câu hồi nãy thôi. Được chưa? Cứ nhớ xích lô chọn đáp án cuối, không cần phải suy nghĩ. Rồi, biển này có ý nghĩa gì? 338 không?
Biển này các bạn nhìn thấy ở đây là biển cấm rồi đúng không? Biển hình tròn màu đỏ là biển cấm rồi đúng không? Biển cấm này, ở trong này nó có cái gì đấy? Có con ngựa này, có người này, à, có cái xe đang chở hàng ở đây này. Thì đường này là đường cấm súc vật rồi này. Có cái xe chở hàng hóa đây là à, cấm đường cấm súc vật này, vận tải hàng hóa này. Có người ở trên đây là hành khách, du khách chở trên lưng đi qua đúng không? Đương nhiên là đáp án số 3 rồi, có đầy đủ các chi tiết ở đây. Súc vật này, xe chở hàng này, hành khách, du khách là có người này. Đúng chưa? Ok chưa? Ý số 3 sao sai? Tiếp. Biển báo này có ý nghĩa như thế nào? À, biển báo này có ý nghĩa như thế nào? Trong tất cả các bạn luôn luôn nhớ như thế này. Hình tròn màu đỏ và có số, tức là hạn chế tốc độ tối đa. Yeah. Hình tròn màu đỏ, hình tròn màu đỏ mà phía trong có số là hạn chế tối đa, hạn chế tốc độ tối đa. Và ban đêm, cái này là vào ban đêm nữa này. Cái này nó có hình màu tối nữa là ban đêm mà nó có chữ đêm rồi. Tức là tốc độ tối đa cho phép của phương tiện vào ban đêm là 70 km/h. Sao sai? Chọn đáp án số 1. Yeah. Còn tốc độ tối thiểu phải là biển màu xanh nhá. Đỏ đa xanh thiểu, các bạn nhớ này. Hình tròn màu đỏ là tối đa, hình tròn màu xanh là tối thiểu, nhớ nhá. Có số là đỏ đa xanh thiểu, nhớ cho thầy cái từ khóa đó. Tiếp. Rồi, khi gặp biển này, xe ưu tiên theo luật định có được có trọng tải hay là chiều cao vượt quá toàn bộ chỉ số ghi trên biển có được phép đi vào hay không? Áp dụng luôn cho thầy cái mẹo gì đây? Không được phép là luôn luôn đúng rồi nhá. Không được phép là luôn luôn đúng rồi. Thì đây các bạn quan sát luôn cho thầy này. Kể cả là xe ưu tiên hay là xe gì cũng không được đi vào đây luôn nhá. Ví dụ ở đây người ta cái biển là biển cấm. À, biển này là biển gì ạ? Giới hạn chiều cao của xe và hàng. Ví dụ như chúng ta đang đi chui vào một cái hầm, đi vào một cái hầm chui đi chiều